vị và các bạn, với xuất phát điểm thấp, đời sống người dân nhiều khó khăn. Trong những năm qua, huyện Crong Búc đã có nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế giúp người dân từng bước vươn lên. Nhiều công trình giao thông, hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng. Các công trình hỗ trợ vay vốn mô hình phát triển kinh tế được áp dụng trong sản xuất mang lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn huyện. Với xuất phát điểm nền kinh tế còn thấp, đời sống người dân nhiều khó khăn, trong năm qua, huyện Crong Búc đã có nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế, giúp bà con các dân tộc từng bước vươn lên. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng. Các chương trình hỗ trợ vay vốn, mô hình phát triển kinh tế được áp dụng trong sản xuất mang lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn huyện Crong Búc. Xã Chư Bơn là một xã khó khăn của huyện Crong Búc với 60% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Để làm tốt công tác giảm nghèo bền vững, những năm qua, ngoài thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách dành cho hộ nghèo, cấp ủy chính quyền địa phương đã chú trọng quan tâm đến công tác phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đối với những hộ cận nghèo, hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo. Nhờ những nỗ lực đó, năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã Chư Bơn giảm còn 5,94%, xuất khẩu 3 lao động đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ 20 người dân đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. Được kết quả trong cái thời gian vừa qua, cái nhất là được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành cấp trên và được sự chỉ đạo của Đảng ủy cũng như Hội đồng dân xây dựng nghị quyết và làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân để cùng nhà nước để đầu tư xây dựng địa phương và phát triển kinh tế hộ gia đình, đảm bảo vấn đề an sinh xã hội, nên từng bước nhìn chung là đời sống của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, huyện Crong Búc đã đề ra nhiệm vụ giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo. Để giảm nghèo một cách bền vững, huyện Crong Búc cũng đẩy mạnh triển khai cho vay các nguồn vốn chính sách ưu đãi, hỗ trợ người dân có thêm tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Crong Búc đã cho vay 1.749 lượt hộ được vay vốn, với tổng doanh số cho vay đạt gần 81 tỷ đồng. Năm 2022 và năm 2023, huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn giải quyết việc làm với tổng 701 tỷ đồng. Trong đó cho vay giải quyết việc làm cho 767 người với số tiền là hơn 107 tỷ đồng, cho vay xuất khẩu lao động 13 người với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Trong năm 2023 thì Ngân hàng Xã hội huyện Búc đã triển khai cho 15 chương trình vay vốn, thì trong đó có chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo và cho vay mới thoát nghèo. Thì trong ba chương trình này cho vay thì chương trình cho vay hộ nghèo thì về cái dân số cho vay thì hơn 12 tỷ. Về sinh phố về cho vay hộ cận nghèo dân số cho vay khoảng 10 tỷ và hộ mới thoát nghèo dân số cho vay khoảng hơn 5 tỷ. Thì trong ba cái chương trình này thì chúng tôi trọng tâm tập trung vào cho vay hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Thì trong năm vừa qua thì đa số bà con mình có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi để thoát nghèo bền vững. Nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, huyện Crong Búc quan tâm đến việc đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2023, địa phương đã giải quyết việc làm cho 1.517 lao động, trong đó có 22 lao động xuất khẩu làm việc ở nước ngoài. Đáng chú ý, trong năm, huyện Crong Búc đào tạo nghề cho gần 2.600 lao động. Trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho 2.000 lao động. Trong năm 2023, đã phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm Xã hội cấp phát gần 4.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng nghèo, cận nghèo. Việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là triển khai để cho các hộ dân nâng cao mức sống cũng như là quan tâm đến là an sinh xã hội, rồi một số các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Với những giải pháp đa dạng và cách làm phù hợp, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Crong Búc đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao mức sống của người dân.
Đến cuối năm 2023, tổng số hộ nghèo toàn huyện là 1.113 hộ, chiếm 6,51% so với tổng số hộ dân toàn huyện, giảm 1,08 so với năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2,81% so với năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo xã đặc biệt khó khăn, xã E Sinh giảm 51 hộ, giảm 6,78%, vượt chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện 6% trên năm. Các chính sách giảm nghèo đi vào cuộc sống đã mở ra cơ hội cho hộ nghèo có vốn sản xuất, có việc làm để tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống và từng bước thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, người dân cũng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân trong công tác xóa đói, giảm nghèo và chủ động tiếp cận các chính sách và nguồn hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng để vươn lên thoát nghèo ngay trên mảnh đất quê hương.